Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên và cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong tải bài may mắn nào đang đến với bạn trong thời gian tới. Và đây là chọn tụ bài. Các bạn sẽ nhắm mắt lại và chọn tụ bài theo năng lượng của các bạn. Và có 3 tụ bài, các bạn sẽ chọn tụ bài phù hợp với năng lượng và có kết nối nhất. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sau đây là trải bài của các bạn. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn trái tim màu hồng. Và lá bài đầu tiên sẽ là lá bài nói về cái tình trạng và những mong muốn của bạn đang gặp phải. Và cái may mắn sẽ đến với bạn là gì ở lá bài thứ hai. Đầu tiên là các bạn có lá 7 ly. Khi mà lá bài 7 ly này xuất hiện thì nó tượng trưng cho một cái việc là có nguy cơ xuất hiện những hậu quả của sự suy đồi, nghiện ngập hay sa ngã. Bởi vì cuộc sống của bạn đang thực sự ở trong tình trạng rất là lung lai. Đôi khi cái sự lười biếng xuất hiện trong suy nghĩ hay trong giấc mơ của bạn, rất dễ ao ước về một thứ gì đó. Nhưng đối với các bạn là không dễ để biến những điều ước đó thành hiện thực. Bởi vì các bạn đang rơi vào một cái hoàn cảnh hỗn độn và bạn cần một cái biện pháp để chấn chỉnh nó. Và lá bài cũng nhắc nhở các bạn rằng phải đảm bảo rằng bạn luôn nỗ lực làm việc để thực hiện quá những kế hoạch của mình đặt ra. Sống có một cuộc sống chấn chỉnh lại, cam kết với chính bản thân là mình sẽ làm những gì cần thiết để đạt được mục tiêu, cho dù một trong số đó là chỉ đơn giản là cái việc bạn làm ngăn nắp dọn dẹp nhà cửa đi chăng nữa, thì các bạn cũng phải cam kết bản thân mình làm điều đó tốt nhất. Và đây là cái thời điểm mà các bạn cần phải đưa ra quyết định và lựa chọn cần thiết, động thái quan trọng liên quan đến tất cả mọi mặt và cuộc sống của mình. Bạn hãy tin tưởng vào lòng can đảm của bản thân, cứ làm đi rồi bạn sẽ thành công mà thôi. Về tình yêu là các bạn rốt cuộc đã hiểu rõ mình muốn gì và cần gì từ tình yêu chưa, cũng như bạn sẵn sàng làm những điều cần thiết để cho điều đó xảy ra. Hãy lắng nghe cái cảm xúc của mình, xác định rõ suy nghĩ của mình đối với người nào đó mà bạn quan tâm. Hiện tại các bạn đang trong quá trình hồi phục sau những tổn thương từ những cái bài học của cuộc sống. Khi mà lá bài The Devil này xuất hiện là các bạn đang trong một cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa cái xấu đang chiếm ưu thế rất nhiều trong cuộc sống của các bạn. Mà các bạn muốn cắt cái bóng tối ra khỏi cuộc sống của mình, đơn giản là các bạn đem ánh sáng vào để chiếu rọi tất cả những đó. Từ đó bạn theo cái ánh sáng đó để giải tỏa ra tất cả cái sự ngu dốt, không hiểu biết của mình về tất cả. Và các bạn đang dựa vào vật chất làm niềm tin chính xác, mà các bạn quên rằng ngoài vật chất chúng ta còn rất nhiều thứ về tâm linh, về tình cảm, về cảm xúc của chúng ta. Và các bạn đang rơi vào bóng tối, bị ám ảnh bởi một cái người nào đó, một ý tưởng, một cái vật chất mà các bạn làm biết là sẽ ảnh hưởng rất xấu đến mình. Và cái điều may mắn của các bạn là cuộc sống đang có thể chuyển hướng rất là nhanh, để hướng rất là tích cực. Có thể bạn bị mất kiểm soát vào lúc này. Đầu tiên là các bạn hãy thở sâu vào, bình tĩnh. Sau đó bạn cần hành động và tiến hành bất cứ điều gì khiến mình cảm thấy là trong tầm kiểm soát, dù là mong manh. Ngay cả quyết định đơn thuần nhất là bạn cũng phải dựa vào cảm xúc của mình. Và quan trọng nhất là thái độ của bạn và quan điểm tích cực vẫn là điều tiên quyết. Nếu bạn trong ở giai đoạn khó khăn mà khi bạn có một thái độ tốt thì bạn sẽ có những cái rất là tốt. Hãy luôn ở bên cạnh những người tích cực, bởi vì cái năng lượng nó có thể giúp cho bạn được lây lan. Khi bạn ở những người có cùng năng lượng tích cực, nhất định các bạn sẽ tích cực theo họ. Hãy gieo suy nghĩ để gặt hành động. Cuộc đời quá ngắn ngủi, tình trạng trầy trật, nghiện ngập hay sa ngã không đáng có trong cuộc sống của bạn. Thông điệp: có một người nào đó rất là thích bạn sẽ gửi cái thông điệp tình yêu đến bạn. Họ nghĩ đến bạn rất là nhiều và họ nhất định sẽ để bạn biết tình cảm của họ. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ trái tim màu xanh. Lá bài đầu tiên sẽ là những cái mong muốn hoặc là cái trở ngại các bạn đang gặp ở hiện tại. Các bạn có lá The Tower. Lá bài thứ hai chính là lá bài cái may mắn sẽ đến cũng như hướng giải quyết. Các bạn có lá 4 kiếm. Khi mà các bạn gặp lá bài The Tower này thì có một số thứ không còn đi đúng như đường những ngày xưa nữa, và bạn đang không phản ứng lại được những biến đổi đó. Bởi vì có những biến cố bất chợt xảy ra trong cuộc đời của bạn, nó khiến cho bạn phải chấp nhận để vượt qua đau đớn, để khó tình cảnh đó. Và bạn học được cái bài học nào từ có những cái việc đó? Liệu bạn có đang quá kiêu hãnh hay mong đợi một cơn gió nào đó lay động cái bản ngã của chính bạn? Và bạn đang sống mòn hay là kỳ vọng một cái điều gì đó xảy đến hay không? Và lá bài nhắc nhở cách mà các bạn phản ứng với những thay đổi, nó sẽ tạo ra cái khác biệt trong quá trình trải nghiệm của sự thay đổi hay biến cố của cuộc đời.
Hãy nhận thức rằng sự đổ vỡ đã xảy ra vì nó là cần thiết. Chấp nhận cái sự thay đổi là một cái đòi hỏi nhất định bạn phải cần. Và tìm kiếm điểm tích cực trong cuộc sống của mình. Thật sự, sự giải thoát lớn lao cuối cùng là bạn được chuyển sang một trang mới. Bạn phải bùng phát về suy nghĩ, hoàn cảnh của mình để đạt được một cấp độ mới về khả năng thấu hiểu nó. Và khi các bạn biết tập trung, đầu tư, trao đổi với nhau nhiều hơn với tất cả những mọi người xung quanh và suy nghĩ tập trung hơn, tích cực hơn, và đừng có việc là các bạn mong muốn từ những người khác, thì nhất định bạn sẽ gặp được những cái việc tốt trong cuộc sống của mình. Và may mắn chỉ đến khi các bạn không còn sống vào trong cái tổn thương, những cái bài học đau đớn khi xưa nữa. Các bạn phải giữ cho đầu óc mình sáng suốt và thực tế hơn, là bạn có thể chấp nhận cái việc đó để bạn giải quyết những vấn đề từ từ. Và lá bài bốn kiếm này xuất hiện, mong là các bạn phải sống và hành động chậm lại. Bạn dành thời gian nhiều hơn để tĩnh tâm. Sau một thời gian dài, bạn tập trung quá nhiều vào cái năng lượng, cũng như đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Và có một số bạn đang ở tình trạng rất là mệt mỏi, các bạn bị cô lập. Nhưng các bạn đừng có lo, nếu các bạn biết tĩnh tâm và nghỉ ngơi thì sẽ có những cái mối quan hệ và những người bạn sẽ đến với bạn vào thời điểm rất là tốt. Hãy cứ từng bước một, thật chậm nhưng mà chắc. Và tất cả những gì bạn cố gắng từ xưa tới giờ, lúc trước không được mọi người công nhận, thì từ từ mọi chuyện sáng tỏ hơn và bạn sẽ nhận được ủng hộ từ cách làm của bạn. Và lời khuyên là các bạn nên thay đổi chiến thuật về tất cả các bạn tiếp cận mọi vấn đề trong cuộc sống. Thông điệp, bạn nhận một cái tin tức rất là xấu và nó biến đổi rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Đây là cái thời điểm bạn phải thay đổi chiến thuật của mình, biến đổi thành con người mới nhất có thể. Hãy thay đổi chính mình sẽ đem đến hạnh phúc cho các bạn. Mình xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn trái tim màu tím. Lá bài đầu tiên sẽ đại diện cho những gì bạn mong muốn cũng như cản trở của các bạn. Và cái lá bài thứ hai sẽ là may mắn sẽ đến cũng như lời khuyên của thông điệp muốn mang đến cho các bạn. Có một dấu hiệu của sự tái sinh xuất hiện, nó khiến cho mọi người xung quanh bạn đột nhiên thay đổi hành động của họ rất là nhiều. Họ trở nên ngọt ngào hơn rất là nhiều luôn. Bởi vì sự thật hiển nhiên cái thế giới này nó có rất nhiều cái sự tiêu cực. Nhưng mà các bạn luôn giữ những điều tốt đẹp và sự quan tâm của bạn. Đó chính là một trong những yếu tố giúp cho bạn sống sót và cũng như là được mọi người yêu mến tới thời điểm này. Và chính bạn có một sự ngây thơ đến khờ khạo luôn. Bạn có thể là kẻ rất là khờ trong việc cảm nhận về những cái gì bên trong của mình, về tất cả những cái việc người khác làm cho bạn. Bạn không biết cái sự thật nó diễn ra như thế nào. Bạn không biết và không thích những ai lừa dối cũng như phá hoại. Bạn không hề có mục đích tư lợi trong tất cả các việc bạn làm, về mặt tình cảm cũng vậy luôn. Và có dấu hiệu là các bạn đang sống rất nhiều ở quá khứ. Các bạn mơ tưởng về cái hạnh phúc của mình ở khi xưa. Đây là cái thời điểm bạn nên bắt đầu chú ý vào tương lai của mình hơn. Bạn cần tập trung ở hiện tại và tương lai, thay vì để cho bản thân của mình trở nên liên tục lạc lối vào những ngày xưa tươi đẹp. Hãy sống cho hiện tại, đừng có mơ tưởng về cái tình cảm khi xưa ấm im nữa các bạn, nó đã qua rồi. Cái việc chấp nhận và tiến lên phía trước là điều bạn cần phải làm. Đôi khi cái việc đáng bạn phải để đấu tranh, nhưng bạn không có nhất thiết phải hành động. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình để nhận biết sự khác biệt từ cái việc đó. Và chính cái bản thân của bạn đang nhắm mắt làm ngơ rất là nhiều đối với mặt tình cảm cũng như những vấn đề bạn cần phải giải quyết. Đây là cái lúc bạn phải nhìn lại chính mình, nhìn lại những gì bạn đang làm để mở đường cho tất cả mọi thứ bước vào cuộc sống của bạn. Và tình yêu sẽ khe sông trên trời rơi xuống nếu như bạn không có sự nỗ lực ở đó. Và các việc học hỏi từ người khác là một trong cái việc bạn cần làm. Hãy siêng năng học tập và lắng nghe, bạn sẽ được hưởng lợi từ rất nhiều từ cái việc đó. Đây là cái hành trình mà các bạn không còn non trẻ nữa, các bạn phải tiến lên trở thành một người trưởng thành hơn. Và lá bài Trusted này chính là lá bài nhân quả. Nếu như bạn gieo những nhân lành tốt thì nhất định bạn sẽ gặt hái từ nó rất là nhiều. Nếu như bạn làm xấu, tất cả sẽ rất là hiển linh, nó sẽ không thiên vị, đòi hỏi sự thật và công bằng rất là nhiều khi lá bài này xuất hiện. Làm là các bạn phải cẩn thận và đưa ra quyết định quan trọng cho chính bản thân mình. Đừng có ám ảnh bản thân về những cái lỗi lầm trong khi xưa. Quan trọng là chúng ta hãy sống tốt, tất cả mọi việc sẽ được vũ trụ an bài. Tình yêu và thành công sẽ đến khi các bạn biết là mình xử sự như thế nào trong cái hoàn cảnh đó. Tất cả đều do cái thái độ sống của các bạn. Để có được tình yêu, bạn phải cần thay đổi chính mình rất là nhiều. Hãy rèn luyện cho mình lòng trắc ẩn. Tất cả mọi thứ đừng tự cô lập mình trong đội giày vò. Mọi thứ đều rất là tốt, đang tiến về phía trước. Thông điệp,
các bạn sẽ có tình yêu đến với các bạn khi các bạn biết yêu thương người khác như chính bạn. Hãy tôn trọng họ và hãy vui vẻ nhất có thể.